Chào các bạn nhé. Đây các bạn đang đến đây để mời các bạn đây tham quan cái trang trại, cái farm của chúng tôi nhé. Đây là cái khu vực của chúng tôi trồng cây hạt thủ đỏ đấy các bạn ạ. Cái giống hạt thủ đỏ này là giống hạt thủ đỏ củ tròn này. Nó có thể trồng được cái vùng đất của chúng tôi này. Hạt thủ đỏ củ tròn các bạn ạ. Khu này thì nhỏ thôi, không có nhiều đâu, nhưng mà nó đang trong mùa thu hoạch. Chúng tôi thu hoạch đây, đang tiến hành thu hoạch đây, công nhân đang thu hoạch đây. Nó ít thôi nên là cũng không có nhiều đâu. Và đến tuổi rồi mới nó cũng phần là tránh bão đấy. Đấy, chúng tôi phải thu hoạch nhanh để tránh bão. Cái vùng đất này. Đó, cái củ ở đây nha. Cây nó có khá là nhiều củ, giống củ khoai đấy, nó giống củ khoai luôn này. Sau khi này sau khi về rửa sạch đi đâu đấy, nó có màu đỏ đấy, rửa sạch đi nhá. Cái củ này cũng to đấy, củ này cần gần hơn cần nói thế đấy các bạn. Thường sau khi rửa sạch đi rồi, chúng tôi sẽ tiến hành chế chế luôn từ củ tươi này các bạn, chế từ củ tươi. Đây chỉ để demo cho các bạn số ít thức củ thôi. Đây, chúng tôi thái lát và ngâm nước vo gạo này. Ngâm nước vo gạo này thì là theo quy trình là phải ngâm 3 ngày 3 đêm để thay nước gạo liên tục, nước gạo nếp nhé. Cái sản lượng hôm nay nó cũng không có nhiều đâu. Thì chúng tôi thu từng mẻ một thì mới kịp chế biến, bởi vì là tôi máy sấy nó công suất nó cũng vừa phải, nó không được lớn lắm, nên là chúng tôi làm từng mẻ một thôi. Đấy, cái củ đấy ngâm thì nó bắt đầu nó đỏ ra, cái tan anh nó chảy ra, nó còn sùn bọt lên, cái lúc nó còn sùn từ bọt lên mai nó sẽ sùn bọt lên. Cái video sau tôi sẽ giới thiệu quý vị của bạn cái cách mà chúng tôi cái phương pháp ấy, để toàn tập luôn cái phương pháp của chúng tôi chế biến cái hạt thủ ô này ra cái sản phẩm có thể sử dụng được, làm thuốc đó có thể sử dụng được nhé. Video này hay lắm đấy nha, cảm ơn quý vị các bạn.